Chào mừng toàn thể quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Giải TV. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất được cập nhật trong ngày 1 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, xoay quanh tình hình vụ việc, Mỹ đang triển khai hạm đội 8 ở Cam Ranh thì phát hiện 3 tàu ngầm Trung Quốc bí mật xâm phạm vào để theo dõi 3 máy bay săn ngầm K-28. Trên chiến hạm Quang Trung của Hải quân Việt Nam đã tấn công tiêu diệt 3 tàu ngầm có khả năng tàng hình của Trung Quốc ngay khi xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại quân cảng Cam Ranh trong âm mưu đột kích bất ngờ nhằm vào các căn cứ hải quân lớn nhất của Việt Nam và để tiêu diệt các chiến hạm tối tân và tàu ngầm của Việt Nam cũng như 2 tàu khu trục hiện đại của Mỹ đang neo đậu tại nơi đây. Sau khi con tàu trên có chuyến viếng thăm 3 ngày đến Việt Nam để thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ trong dự luật Hà Nội cho Mỹ thuê quân cảng Cam Ranh mà Trung Quốc thời gian gần đây rất cay cú với lý do. Rất cay cú với Mỹ do quan điểm kiên quyết chống chính quyền Trung Quốc kịch liệt cũng như quyết tâm can thiệp sâu. Trong cảnh bánh xe âm mưu bành trướng nuốt tròn Biển Đông của Trung Quốc làm cho Tập Cận Bình cùng với giới quân sự này vô cùng khó chịu. Vụ tấn công của Việt Nam đã gây tròng vàng trong quân đội Trung Quốc. Nước này không hiểu vì sao Việt Nam có thể phát hiện ra vị trí tàu ngầm của Trung Quốc với độ sâu đến 500 mét. Đứng trước nguy cơ và mối đe dọa sẽ bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm các đảo còn lại trên quần đảo Trường Sa bất cứ lúc nào để thỏa mãn lòng tham độc chiếm Biển Đông, mà Trung Quốc tự tuyên bố là thuộc về chủ quyền của mình, bất chấp tình hình thực tế và sự phản ứng của cộng đồng thế giới, ngoài việc thời gian dài vừa qua thúc đẩy việc hợp tác quốc phòng với các nước có cùng chung quan điểm và cũng là đối thủ của Trung Quốc như Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, thì các nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia của quốc phòng Việt Nam, trong đó có các chuyên gia Việt Kiều, thời gian qua đã bí mật phát triển nhiều loại vũ khí hiện đại, phục vụ cho Hải quân Việt Nam trên các vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam nhằm đối phó với tình hình ngày càng căng thẳng và bất ổn trên vùng Biển Đông và các vùng biển khác, đặc biệt là phát triển công nghệ quét laser đã có khả năng phát hiện và theo dõi tàu ngầm trên Biển Đông ở độ sâu tới 1.500 mét. Một quan chức quốc phòng giấu tên cho hay Việt Nam đã phát triển thành công một thiết bị sử dụng công nghệ quét laser từ trên không giúp cho phát hiện các vật thể dưới nước ở độ sâu chưa từng có. Theo đó, công nghệ này được sử dụng để theo dõi tàu ngầm trên Biển Đông. Thiết bị này có thể phát hiện các vật thể mục tiêu sâu hơn 560 mét dưới mực nước biển, gấp đôi so với khả năng hiện hành của các thiết bị được sử dụng. Ngày nay trên thế giới, đây là lần đầu tiên công nghệ quét laser từ trên tàu ngầm đạt được độ sâu đó và có nhiều tiềm năng cải thiện hơn nữa. Quan chức trên khẳng định, hệ thống quét laser từ trên không của Việt Nam đã được thử nghiệm trên Biển Đông và đã bí mật đưa vào sử dụng chưa đầy 2 tuần qua. Công nghệ này cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ và tinh vi viễn thám sử dụng tia laser để khảo sát đối tượng từ xa. Đây là một kế hoạch tham vọng trong chương trình phát triển không gian của Việt Nam nhằm chế tạo một vệ tinh dùng chùm sáng để phát hiện và theo dõi các mục tiêu ở độ sâu hơn 500 mét dưới đáy đại dương, vượt xa hầu hết các độ sâu hoạt động của tàu ngầm hiện nay. Công nghệ hiện đại này sử dụng chùm tia laser được bởi tạo các loại xe màu xanh lá cây và màu xanh lam, giống như ánh sáng, kể cả là laser vàng ánh sáng thuần nhất tản xạ trong nước, nhanh hơn không khí. Theo các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam, chùm tia laser này đã đi sâu xuống đáy biển. Các kỹ sư chuyên gia quốc phòng Việt Nam cũng đã phát triển thiết bị do có độ cằn nhạy cao, có thể thu thập được tín hiệu chỉ cần một hoặc M100 duy nhất phản xạ từ mục tiêu cho phép. Thiết bị phát hiện các bề mặt sáng, các vật thể sáng gần bề mặt cũng như các mục tiêu ẩn sâu dưới lòng đất để rồi có phương án đối phó ngay sau khi có ngăn ngừa được những hậu quả ngoài ý muốn. Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Việt Nam không tiết lộ vị trí. Hai môi trường tiến hành thí nghiệm những bức ảnh dò rỉ mới đây đã cho thấy chùm tia sáng phát ra từ một chiếc máy bay. Những thí nghiệm này thường được tiến hành từ độ cao 500 đến 1.000 mét. Công nghệ quang học đang trở thành một loạt sự lựa chọn tiên tiến trong quá trình hiện đại hóa quân đội Việt Nam, đặc biệt là trong không gian vũ trụ, được những lĩnh vực mới mẻ mà còn non trẻ của Việt Nam. Tỷ lệ laser có thể được sử dụng để theo dõi các vật thể nằm mà ở đó không phát hiện được, chẳng hạn như tàu ngầm hiện đại có khả năng tàng hình với động cơ cực kỳ
cao, được trang bị vật liệu hấp thu nhanh laser cũng có thể theo dõi, ngay cả những tàu ngầm chế độ cũ, từ với ký hiệu rất khó phát hiện. Thêm vào đó, công nghệ laser cũng có thể phát hiện sóng do mục tiêu khi đang di chuyển tạo ra và theo dõi sự thay đổi nhiệt độ mà nó tạo ra trong nước. Những năm gần đây, Việt Nam với sự trợ giúp của Hoa Kỳ đã đầu tư mạnh và đổi mới mạnh mẽ phần cứng cốt lõi quân sự quốc phòng. Dự án tham vọng công nghệ laser chống tàu ngầm trong một diễn biến có liên quan vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm qua với mưu đồ tấn công xạ uy quân cảng Cam Ranh, trong đó các tàu khu trục hiện đại với thủy thủ đoàn lên đến 1.000 người mang tên Anaconda của Mỹ, chuyến thăm 3 ngày để củng cố mối quan hệ quốc phòng Việt Nam. Vốn đang dao động tại đây, Trung Quốc đã điều động 3 tàu ngầm tấn công, hiện tại có khả năng tàng hình và mang đầu đạn hạt nhân. Sau khi xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở ngoài khơi Khánh Hòa, thì lập tức đã bị Hải quân Việt Nam thông qua công nghệ quét laser như chúng tôi đã đề cập ở trên, phát hiện những dữ liệu về vị trí và hành trình của 3 tàu ngầm. Lập tức được chuyển về trung tâm chỉ huy của Hải quân tại quân cảng Cam Ranh và 3 chiếc K-28 từ chiến hạm. Quang Trung được lệnh xuất kích. Sau đó chỉ hơn 15 phút, 3 chiếc K-28 với biệt danh sát thủ Sa Nam đã tiếp cận được mục tiêu và từ những chiếc máy bay trên quả ngư lôi phóng ra, chia đều cho 3 chiếc tàu ngầm của Trung Quốc. Với tính năng vượt trội và uy lực của chúng, chính quả ngư lôi đã được bắn trúng vào các mục tiêu làm cho 3 con tàu Trung Quốc nổ tung thành nhiều đoạn và tạo ra các nguồn nước cao hơn 7 mét trên mặt nước biển và chúng đã bị chìm sâu dùng đáy biển, mang theo hơn 270 tử thù và sĩ quan Trung Quốc xuống dưới lòng biển Đại Dương. Bao la cuộc tấn công của Hải quân vùng 2 Việt Nam đã làm cho Tập Cận Bình và giới quân sự bất ngờ và choáng váng khi chưa hiểu vì sao Việt Nam có thể phát hiện ra tàu ngầm của họ một cách dễ dàng đến thế. Liệu Trung Quốc có trả đũa hay có bất kỳ phản ứng nào khác sau sự kiện trên hay không? Và những diễn biến tiếp theo liên quan chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến cho quý vị trong những bản tin tiếp theo. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với bản tin thứ hai trong ngày. Biển Đông gần đây đang trở nên leo thang rất căng thẳng, gần đây đã dậy sóng vì những hành động khiêu khích của Trung Quốc. Và có nhiều tin bên lề cho biết thêm rằng Hà Nội và Hải quân Mỹ đang cân nhắc những hợp đồng cho Hải quân Hoa Kỳ thuê dài hạn cảng Cam Ranh, giống như cách mà Việt Nam cho Nga thuê trước năm 2002. Điều đặc biệt bên cạnh vịnh Cam Ranh, Việt Nam cũng đang cân nhắc việc cho thuê một hòn đảo nào đó trên khu vực Biển Đông làm căn cứ nhằm đối trọng với các hành động gây chiến, diệt giặc của quân đội Trung Quốc. Vào những ngày qua, dư luận trong ngoài nước rất quan tâm đến việc Mỹ thuê quân cả Cam Ranh và tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam để thành lập nên hạm đội 8, hạm đội trực thuộc Hải quân Hoa Kỳ, đặt căn cứ tại Cam Ranh dưới quyền chỉ huy của hạm đội Thái Bình Dương. Hiện tại hạm đội Thái Bình Dương có 2 hạm đội mang số 3 và 7, cũng như không hải quân Thái Bình Dương, lực lượng tàu nổi hải quân Thái Bình Dương, lực lượng tàu ngầm hải quân Thái Bình Dương và các bộ tư lệnh khác. Sau khi thông tin này được rò rỉ, trong những ngày qua Trung Quốc liên tục thông qua các kênh ngoại giao yêu cầu Việt Nam không được cho Mỹ thuê quân cảng Cam Ranh. Trung Quốc cho rằng đây là một hành động thù địch nhằm vào Trung Quốc nếu Mỹ thành lập hạm đội 8 tại Cam Ranh ví như một hành động đe dọa sử dụng vũ lực của Việt Nam đối với Trung Quốc. Ngay lập tức Trung Quốc sẽ tiến hành đơn phương chấm dứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tạm dừng vô thời hạn đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Trung Quốc cấm vận thương mại, không cho hàng hóa Trung Quốc sản xuất được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam, cũng như cấm hàng hóa của Việt Nam tiêu thụ tại thị trường rộng lớn của Trung Quốc. Và nếu cần thiết, Trung Quốc sẽ sử dụng biện pháp quân sự giải quyết mọi vấn đề nếu Trung Quốc xét thấy không được đối xử công bằng trong mối quan hệ song phương giữa hai nước. Hồ dày Trung Quốc đã đưa ra những lời ngoại giao số 9 này mà quên mất Việt Nam không phải là Nội Mông, Tây Tạng hay Tân Cương, để Trung Quốc có thể bắt nạt mãi được. Ở Trung Quốc phải luôn hiểu rằng Việt Nam là một quốc gia độc lập, có toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ trên đất liền, trên không và trên biển, có đường biên giới quốc tế rõ ràng, có đại sứ quán đặt tại tất cả 130 nước thành viên Liên Hiệp Quốc, tức là có 193 quốc gia độc lập được công nhận. Hành động ngoại giao số 9 của Trung Quốc chỉ chứng minh một điều, Trung Quốc không bao giờ chấp nhận sự thật, không tôn trọng chủ quyền Việt Nam, coi Việt Nam như những khu vực tự trị của Trung Quốc. Ngày nào Trung Quốc còn giữ thái độ coi thường Việt Nam như vậy, thì ngày đó mối quan hệ ngoại giao hai nước luôn đặt trong tình trạng chỉ có lợi đối với Trung Quốc, còn không có lợi thì Trung Quốc tỏ ra giận dữ,
và ép buộc Việt Nam phải làm theo ý đồ của Trung Quốc. Đây là hành động không thể chấp nhận được trong mối quan hệ bang giao, quốc tế, thái độ coi mình là nước lớn trọng điểm ở khu vực thế giới, ép các quốc gia liên bang phải phục tùng hay cống nạp để phù hợp trong thời phong kiến. Nó không tồn tại đến ngày nay, khi mà các quốc gia quan hệ bình đẳng theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, tuân thủ luật pháp quốc tế mà chính Trung Quốc đã tham gia ký kết, thực hiện. Chính vì vậy, Trung Quốc không có quyền ngăn cản hay có thái độ giận dữ, đe dọa khi Việt Nam tham gia hợp tác quân sự với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Việt Nam có đầy đủ quyền hạn theo luật pháp quốc tế khi hợp tác với Mỹ hoặc cho Mỹ thuê quân cả cạnh tranh, nếu giống như cách mà Trung Quốc đang hoạt động quân sự tại Campuchia, biển cảng biển Kram của Campuchia thành căn cứ hải quân của Trung Quốc. Chỉ khác ở chỗ Mỹ công khai tuyên bố rõ ràng với quốc tế khi hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí Đài Loan. Còn việc Trung Quốc hợp tác theo kiểu đi đêm khi được quốc tế hỏi thì không dám thừa nhận. Người Mỹ đã ý thức được những nguy hiểm trực diện. Khi Trung Quốc, bằng chứng ở Biển Đông, bắt nạt các quốc gia nhỏ Đông Nam Á. Trung Quốc thích đưa tàu bè vào lãnh hải của các quốc gia này khi nào cũng được. Trung Quốc không tuân thủ luật pháp quốc tế, không giữ đúng cam kết trong việc liên tục bồi đắp cải tạo các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, liên tục gây nên căng thẳng theo mức độ leo thang và tần suất mỗi ngày một lớn hơn. Trung Quốc nói một đằng là một nẻo, khiến cho Việt Nam có thêm những đối tác có tầm ảnh hưởng đủ sức răn đe Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, theo chiều dài lịch sử, hàng ngàn năm giữ nước của cha ông ta đã phải tốn rất nhiều nhân mạng của cải. Giờ đây đất nước bước vào thời kỳ khó khăn vì dã tâm Trung Quốc muốn thôn tính nước ta một lần nữa. Mặt khác, chúng đưa quân đến biên giới Tây Bắc, cho hải quân bao vây các đảo ngoài vùng biển. Rồi dùng chư hầu Campuchia, Trung Quốc đã liên tục quấy phá dọc biên giới Tây Nam. Tổ quốc như vũ khí hạng nặng, quân lính liên tục được điều đến. Vòng 1 và vòng 2, Campuchia đây là hai quân sự có chung đường biên giới với nước ta. Để đề phòng quân hỗn hợp Trung Cam tấn công bất ngờ, bộ đội quốc phòng đã báo động cho quân khu 7, quân khu 9 sẵn sàng chiến đấu. Công việc được nhanh chóng triển khai bằng cách cho lập 131 doanh trại dã chiến dọc theo đường biên giới dài 1.270 km. Thưa quý vị và các bạn, cũng vào sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra một thông cáo chung về Biển Đông sau lời tuyên bố của tướng Phan Văn Giang vào ngày hôm qua. Tập Cận Bình khẳng định, một lần nữa sẽ đưa nhiều vũ khí tập trận quân đội đến hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh rằng, Việt Nam là nước luôn phản đối Trung Quốc về vấn đề chủ quyền của hai quần đảo này. Nhưng Trung Quốc một lần nữa xin nhắc lại rằng, Việt Nam không có quyền tham gia bình luận về việc Trung Quốc đưa quân đội vũ khí đến hai quần đảo đó, với hai quần đảo này thuộc về quần đảo Nam Sa và Tây Sa của Trung Quốc. Cũng trong bài phát biểu sáng nay, Tập Cận Bình quyết sử dụng vũ lực nếu bất kỳ tàu bè phương tiện nào xâm phạm đến hai quần đảo nói trên. Trung Quốc không thích chiến tranh, nhưng sử dụng vũ lực nếu kẻ đó tiến vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Đó là lời tuyên bố đanh thép của Tập Cận Bình khi sử dụng hải quân đi ăn cướp xâm hải của Việt Nam. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ tín hiệu tích cực nào từ phía chính quyền Việt Nam. Người ta nói, con sóng ngầm là cơn sóng lớn. Rất có thể, phía Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những cuộc giao tranh diễn ra trên biển. Vì đối với Trung Quốc, chỉ có thực tế chứng minh bằng vũ lực mới có thể giải quyết được vấn đề. Trung Quốc hãy coi chừng Việt Nam. Thưa quý vị, sau khi Trung Quốc nắm được thông tin hai nước Việt-Mỹ bàn thảo vấn đề hợp tác quốc phòng về Mỹ muốn thành lập hạm đội 8, hải quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, mục đích của Mỹ muốn kiềm chế sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc. Mỹ vì quyền lợi của quốc gia dân tộc không muốn mất vào tay Trung Quốc. Tuyến đường hàng hải trên Biển Đông có giá trị thương mại khoảng 5.000 tỷ đô la. Vì thế, Mỹ rất cần Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan trở thành vùng đệm bao quanh Trung Quốc đại lục. Nếu nhìn vào vị trí địa chính trị, chúng ta sẽ thấy các quốc gia này bao bọc bên ngoài, còn Trung Quốc đại lục nằm ở bên trong, tạo thành vành đai bao vây kín Trung Quốc. Vì thế, Mỹ phải bảo vệ các đồng minh này trước sự hung hăng bắt nạt của hộ giới Trung Quốc. Đang muốn di chuyển sang cánh rừng khác, cánh cửa cuối cùng của Trung Quốc chỉ còn duy nhất là phải đi qua Biển Đông, xuất phát từ đảo Hải Nam, di chuyển qua Hoàng Sa của Việt Nam để ra ngoài không phận quốc tế. Vì thế mà Trung Quốc rất sợ Việt Nam rời lại Hoàng Sa
khiến cho hộ rời Trung Quốc từ bề thờ địch. Việt Nam có lợi thế về địa chính trị quan trọng bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á, lãnh thổ trải dài dọc theo Biển Đông, có nhiều cảng nước, sâu quan trọng có tầm chiến lược, trong đó phải nói đến quân cảng Cam Ranh. Năm 1979, sau khi ký hiệp định thuê miễn phí 25 năm với Việt Nam, Liên Xô trở thành chủ nhân mới của vịnh của cảng Cam Ranh. Sau đó, quân đội Liên Xô cho xây dựng vịnh này thành căn cứ quân sự lớn nhất của mình ở nước ngoài. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga tiếp tục thừa kế căn cứ này. Tháng 9 năm 2000, mặc dù Nga đã xóa 85% trong tổng số nợ 11 tỷ USD của Việt Nam, nhưng Việt Nam vẫn phải tiếp tục yêu cầu Nga mỗi năm phải trả 400 triệu USD. Tiền thuê vịnh Cam Ranh, căn cứ tình hình, kinh tế khó khăn của đất nước, căn bản không đủ sức gánh vác, nên năm 2002, Nga đến rút khỏi vịnh Cam Ranh trước thời hạn và quân đội Việt Nam tiếp quản từ đó cho tới nay. Trên toàn cầu rất hiếm có một cảng biển giống như vịnh Cam Ranh của Việt Nam. Chưa đến 100 năm, vịnh Cam Ranh lần lượt trở thành căn cứ quân sự của các nước lớn như Nga, Mỹ. Nó từng tập trung hàng trăm tàu chiến của thời Nga Hóa, của thời Nga Hoàng, từng được Mỹ xây dựng thành cứ điểm hải quân trọng yếu và xa hoa nhất châu Á, đồng thời cũng là căn cứ quân sự lớn nhất bên ngoài lãnh thổ của Liên Xô. Trước đây, vịnh Cam Ranh rốt cuộc là một cảng biển như thế nào? Vì sao vai trò của nó lại quan trọng đến mức khiến cho các cường quốc trên thế giới đua nhau, đua tranh nhau giành đằng sau các động thái này? Là gì? Cảng Cam Ranh nằm phía đông nam tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam cách quần đảo Trường Sa khoảng 600 km. Cửa vịnh hẹp, bề thế hiểm yếu, dễ phòng ngự, là một trong những cảng nước sâu tự nhiên tốt nhất trên thế giới. Vịnh Cam Ranh nằm giữa ít hầu của Biển Đông, là con đường chiến lược thông qua Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chỉ các tuyến đường biển quốc tế nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, khoảng 1 giờ hành trình có thể khống chế eo biển Malacca và eo biển Singapore. Ngoài ra còn có thể tiến hành theo dõi giám sát điện tử đối với khu vực Đông Bắc Ấn Độ Dương, trong vịnh Brexit, biển Hoa Đông và biển Đông. Tại đây, tàu sân bay và hàng trăm tàu chiến có thể tiếp cận, có thể cập bến và được coi là quân cảng số 1 châu Á. Toàn bộ vịnh Cam Ranh được các ngọn núi có độ cao trung bình khoảng 400 mét bao bọc, địa thế hiểm yếu, kiểm soát cao điểm nên rất dễ bố trí căn phòng thuận tiện cho việc phòng thủ và có thể triển khai tên lửa phòng không các loại vào cao xạ tại đây. Các tàu hàng chục triệu tấn có thể tự do ra vào, đồng thời là điểm đỗ cho khoảng 40 tàu chiến cỡ lớn, bao gồm cả tàu sân bay, hoặc hơn 100 tàu chiến có trọng tải dưới 40.000 tấn. Hơn nữa, do cửa vịnh hẹp, cảng vịnh lại nằm sâu trong lục địa, khoảng 17 km, nên có giá trị hết sức to lớn về mặt quân sự. Vịnh Cam Ranh nằm gần Biển Đông hơn so với một số cảng vịnh của Mỹ. Cảng biển Yasuka thậm chí gần hơn so với căn cứ Sangji của Singapore và Busan của Hàn Quốc. Có thể nói nắm chặt ít hầu của Biển Đông hơn thế nữa. Nó đứng giữa con đường trọng yếu chiến lược quan trọng nhất nối Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Vì thế Mỹ quay trở lại châu Á kiềm chế Trung Quốc. Mỹ phải tích cực hơn so với các nước khác. Đối với vịnh Cam Ranh, đến nay Mỹ và Nga đang tranh giành vịnh Cam Ranh của Việt Nam. Chưa biết ai thắng ai thua, nhưng chắc chắn sẽ có một cuộc trận tranh khá thú vị. Căn cứ vào quan hệ hợp tác truyền thống Nga-Việt, những vướng mắc lịch sử của Mỹ-Việt trong cuộc đua giành quyền cầm kiểm soát vịnh Cam Ranh giữa Mỹ và Nga, có lẽ phần thắng sẽ nghiêng về phía Nga ít hơn. Vì trong thời gian qua, Tổng thống Putin đã liên tục ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề đòi chủ quyền phi pháp ở Biển Đông, đã làm mất lòng bạn hàng mua vũ khí truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, cho dù Mỹ hay Nga có dễ dàng thắng lợi, đều hết sức bất lợi cho phía Trung Quốc, nhất là nếu Mỹ có thể kiểm soát được vịnh Cam Ranh, đồng thời với việc bóp chặt ít hầu của Biển Đông tạo thành mối nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng đối với Trung Quốc. Vì vậy, vấn đề Biển Đông có thể trở nên phức tạp hơn, và đây chính là một mục đích Việt Nam muốn đạt được, cũng là biện pháp chủ yếu của Việt Nam muốn đối kháng với Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, sau khi biết Việt Nam nghiêng về
Mỹ nhiều hơn trong việc cho Mỹ thuê quân cảng Cam Ranh, ngay lập tức Trung Quốc đại lục giảm áp lực căng thẳng ở Biển Đông bằng việc viện trợ một lô vaccine 500.000 liều. Đây là cách làm thường thấy của Trung Quốc trong quan điểm mềm nắn giàn buông để chờ thời cơ hạ gục đối phương. Thông báo chí cho biết lô vaccine này chủ yếu sử dụng cho các chuyên gia chủ nhà máy, cơ quan ngoại giao công nhân người Trung Quốc và những người Việt làm cho người Trung Quốc tại Việt Nam với cách làm khôn lõi thường thấy này của Trung Quốc, như là cái cách mà dân ta từng nói là mợ nó gián nó, nhưng Việt Nam lại chịu ơn vì nhận viện trợ từ Trung Quốc. Cứ mỗi lần Việt Nam chuẩn bị đưa ra chính sách có lợi cho Việt Nam, gây bất lợi cho Trung Quốc, thì ngay lập tức Trung Quốc lại nhắc đến những ân tình xưa, nhắc đến những món nợ khổng lồ đã viện trợ cho Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh ác liệt